chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Thái Nhí TV. Chủ đề chia sẻ món ăn hôm nay, Nhí chia sẻ một cái công thức ốp sườn siêu nhanh. Chỉ trong vòng 5 phút là chúng ta có được một món sườn rất là ngon, rất là thấm và đậm đà. Thì có hai cách nướng, chúng ta có thể nướng bằng than hoặc là chúng ta áp chảo thì cũng rất là tuyệt vời. Thì cái công thức cũng như cái cách chế biến của Nhí thì cái miếng sườn nó rất là mềm mại và không bị khô. Để biết được cách chế biến của Nhí như thế nào thì Nhí xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo. Đây là phần sườn Nhí đã sơ chế và rửa sạch, đã chặt ra từng miếng vừa ăn. Bên cạnh đó thì gia vị Nhí chuẩn bị gồm có một ít hành, tỏi và sả cây, một ít dầu ăn, một ít nước mắm, một muỗng cà phê mật ong. Thì cái mật ong này là mật ong gừng đó các bạn. Nhí về Nhí nấu lại thì nó ngả cái màu đen như thế này nè. Một ít nước, một ít đường, một ít tiêu và một muỗng bột ngọt nha các bạn. Đầu tiên thì Nhí sẽ sơ chế cái phần sả với lại tỏi hành để mình làm cái nước ốp sườn đó các bạn. Thì cái công thức này Nhí cũng để ở phần mô tả, rất là chuẩn đó các bạn. Sau khi các bạn thực hiện công thức này để chúng ta ăn thử, và cái công thức này cũng có thể chúng ta mở ra một cái tiệm cơm tấm cũng rất là thú vị, rất là ngon các bạn ơi. Thì để ốp sườn ngon thì Nhí không phải bằm mà Nhí sẽ dùng cái cối chày để Nhí đâm cũng như giã những cái phần này cho nó nhuyễn để nó ốp sườn nó sẽ ngon hơn đó các bạn. Bây giờ Nhí sẽ đâm cái phần này cho nó nhuyễn nè các bạn. Đây, Nhí đã đâm nhuyễn rồi. Bây giờ Nhí sẽ pha cái công thức ốp sườn nha. Thì Nhí sẽ sử dụng một cái thao và Nhí cho cái tỏi hành với lại sả này vào đây. Và Nhí dùng một ít nước, Nhí chán qua cái cối này nè, để lấy hết mấy cái nước của tỏi hành đó, nó tiết ra đó các bạn. Đây, Nhí chán qua và Nhí sẽ cho vào. Công thức này là rất là chuẩn đó các bạn và rất là ngon luôn. Các bạn nên làm thử để gia đình chúng ta có được cái món sườn rất là ngon. Đây là đường nè, tiêu và một ít mật ong, một muỗng cà phê nhỏ thôi các bạn. Và kế tiếp là nước mắm. Và cuối cùng là Nhí cho vào đây một muỗng cà phê bột ngọt. Để cho cái miếng sườn được ngon hơn thì Nhí cho vào đây một ít dầu ăn này các bạn, để tạo cái độ mềm mại cũng như cho miếng sườn nó được ngon hơn. Sau đó Nhí sẽ trộn đều cái nguyên liệu này lên cho nó hòa quyện vào nhau. Sau khi cái nước sốt chúng ta nó hòa quyện đều rồi, bây giờ Nhí sẽ cho cái sườn này vào ốp nè các bạn. Nhí sẽ cho vào đây ốp. Thì cái công thức này các bạn ốp từ 5 phút là có thể nướng được rồi, rất là nhanh. Bây giờ Nhí sẽ trộn đều lên. Đây, Nhí sẽ trộn đều lên cho cái sườn nó ngấm cái gia vị. Đây này các bạn sẽ trộn đều lên. Bây giờ Nhí sẽ để trong vòng 5 phút cho cái miếng sườn nó ngấm hết cái nước sốt. Đây các bạn, sau 5 phút rồi, bây giờ Nhí sẽ đi nướng bằng chảo nha. Biết được cái cách nướng bằng chảo như thế nào cái miếng sườn nó không bị khô thì xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo. Đầu tiên Nhí chuẩn bị một cái chảo, sau đó Nhí sẽ cho những cái miếng sườn này vào. Nhí sẽ sắp hết những cái miếng sườn vào cái chảo. Và cuối cùng thì cái phần nước của cái miếng sườn đó các bạn, Nhí sẽ cho vào hết trong đây luôn. Sau đó Nhí sẽ bật lửa lên và Nhí đậy nắp trong vòng khoảng 5 phút. Bây giờ Nhí sẽ đậy nắp lại. Đây, được 5 phút rồi các bạn. Bây giờ Nhí sẽ mở ra và Nhí sẽ trở về lại nha. Thì các bạn sử dụng cái cách như vậy thì cái miếng sườn chúng ta khi nó chín vàng thì nó luôn được mềm mại và ngấm gia vị. Thứ nhất, thứ hai là cái miếng sườn nó không bị khô đó các bạn. Bây giờ Nhí trở về xong rồi Nhí sẽ đậy nắp lại tiếp. Đây các bạn nhìn không, bây giờ nó rất là thơm luôn các bạn ơi, rất là thơm luôn.
giờ Nhí sẽ đậy nắp lại. Rồi sau khoảng 3 phút thì Nhí sẽ mở ra. Thì lúc này thì cái miếng sườn chúng ta nó đã chín rồi. Cái thứ nhất, thứ hai là cái nước sốt chúng ta cũng đã khô rồi, nó rút hết vô cái phần sườn rồi, nên cái miếng sườn chúng ta rất là đậm đà. Và Nhí sẽ tiếp tục trở về. Đây các bạn, nước sốt nó khô rồi đó nha. Và các bạn chiên như thế này thì không bao giờ cái miếng sườn của chúng ta nó bị cháy và không bao giờ cái miếng sườn nó bị khô. Vì cái phần xả mình đâm đó, nó có một cái lớp để bảo vệ miếng sườn chúng ta không bị khô. Bây giờ cái nước sốt nó đã khô rồi, Nhí tiếp tục trở về liên tục. Cái công thức ướp sườn này nè, mà chúng ta nướng bằng than củi thì rất là ngon. Nó cho ra một cái chất lượng hoàn hảo nha các bạn. Nhà Nhí thì hết than rồi, nên Nhí sẽ sử dụng cái cách gọi là áp chảo. Cũng rất là ngon, không thua không kém nha các bạn. Đây là các bạn, sườn Nhí cũng đã gần xong rồi nè. Món sườn Nhí xong rồi nè các bạn. Nếu các bạn có cái cách chế biến nào ngon hơn, đừng quên chia sẻ với Nhí, hoặc là đóng góp những ý kiến nào thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới. Còn bây giờ Nhí sẽ gấp ra và mời tất cả các bạn cùng thưởng thức. Nếu các bạn thấy video Nhí hay, hữu ích, đừng quên để lại cho Nhí một like, cũng như lưu lại thông tin này để khi chúng ta cần. Và đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất khi Nhí có những cái video. Đây là các bạn, miếng sườn nhìn không? Màu sắc rất là đẹp và đặc biệt rất là thơm. Và miếng sườn nó không có bị khô nha các bạn. Nó rất là mọng nước và rất là ngon. Nhí chúc cho tất cả các bạn sử dụng cái công thức ướp sườn này để gia đình chúng ta luôn có những cái món ăn mới và ngon miệng hơn. Còn bây giờ Nhí xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye các bạn.